Kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện, kính thưa các đồng chí lãnh đạo xã, kính thưa các quý vị đại biểu về dự đại hội. Thực hiện điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, thi hành chỉ thị số 22 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, chỉ thị số 34 ngày 6 tháng 7 năm 2023 của huyện ủy Ứng Hòa, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa về việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024-2029. Được sự nhất trí của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa và Đảng ủy xã Đông Lỗ, hôm nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội rất vui mừng được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị khách quý về dự đại hội. Xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đại biểu huyện Ứng Hòa. Xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Anh Tuân, huyện ủy viên, giám đốc trung tâm y tế huyện Ứng Hòa, phụ trách xã, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu ông Nghiêm Xuân Thảo, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Đại biểu xã Đông Lỗ, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Thao, phó bí thư thường trực Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Ông Dương Văn Sử, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng. Về dự đại hội hôm nay, xin trân trọng giới thiệu các ông bà đại diện thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy và 105 đại biểu chính thức của đại hội là những đại biểu tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã đã về dự đại hội đông đủ. Xin được nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe các vị đại biểu. Tiếp theo chương trình của đại hội, xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Hằng, thay mặt đoàn chủ tịch lên thông qua nội quy, quy chế và chương trình của đại hội. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội, tôi thay mặt đoàn chủ tịch xin thông qua dự thảo nội quy quy chế của đại hội. Quy chế đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2024-2029, căn cứ điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 19, thực hiện chỉ thị số 22 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thông chi số 07 ngày 4 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024-2029, chỉ thị số 34 ngày 6 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa lần thứ 24, nhiệm kỳ 2024-2029, thực hiện kế hoạch số 46 ngày 21 tháng 7 năm 2023, hướng dẫn số 11 ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa, thực hiện công văn số 49 ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Đảng ủy về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2024-2029 và kế hoạch số 17 ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ về việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ nhiệm kỳ 2024-2029 để đại hội thành công tốt đẹp, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, đoàn kết, hiệp thương thống nhất. Đoàn chủ tịch trình đại hội dự thảo quy chế đại hội như sau. Một nhỏ, thời gian và địa điểm làm việc. Đại hội làm việc phiên thứ nhất từ 13:30 đến 16:30 ngày 4 tháng 3 năm 2024. Phiên thứ hai từ ngày 7:30
đến 11:30 ngày 5 tháng 3 năm 2024, địa điểm tại hội trường lớn Ủy ban Nhân dân xã. 2. Nhiệm vụ của đại hội: đánh giá kết quả hoạt động công tác mặt trận xã nhiệm kỳ 2019-2024. Được bà chủ tịch đại hội giới thiệu tham luận, lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu về dự đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công rực rỡ. Trước hết, tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo chính trị của mặt trận tổ quốc xã vừa trình tại đại hội. Tôi xin tham luận với nội dung vai trò của bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận. Kính thưa đại hội, với vai trò trách nhiệm vừa là bí thư chi bộ thôn, vừa là trưởng ban công tác mặt trận, tôi đã cùng cấp ủy chi bộ xác định rõ trách nhiệm chính trị, nhận thức đầy đủ về thuận lợi và khó khăn, cùng nhau đoàn kết, giữ vững nguyên tắc phối hợp với các chi hội đoàn thể để tạo nên sức mạnh tập thể lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương. Nhờ luôn quan trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nên đã tạo được sự thống nhất, nhận thức và sự đồng thuận của nhân dân trong các cuộc vận động, đặc biệt trong đợt chống dịch Covid-19 đã tạo được sự đồng lòng ủng hộ rất cao của nhân dân chung tay phòng chống dịch. Nhiều nghĩa cử cao đẹp đã tỏa sáng trong những ngày chống dịch căng thẳng. Và hưởng ứng các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đặc biệt là vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo và Quỹ vì biển đảo Việt Nam. Qua các hoạt động đó đã tạo nên sự gắn kết cộng đồng, chia sẻ thân thiện và thương yêu đùm bọc nhau trong lúc khó khăn. Đó cũng là bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Việc thực hiện kiêm nhiệm hai chức danh, đóng hai vai, vừa là người đứng đầu cấp ủy thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ đối với toàn bộ hoạt động của khu dân cư, vừa là người chịu sự lãnh đạo và thực hiện chức năng giám sát phản biện xã hội của mặt trận. Tuy nhiên, với trách nhiệm được phân công, bản thân đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm qua thực tiễn công tác, từng viết bút, từng bước rút kinh nghiệm và rút ra một số bài học vận động 3-1 trong hoạt động công tác mặt trận ở khu dân cư. Thứ nhất, so với mô hình trước đây, ban công tác mặt trận có vị trí độc lập với cấp ủy và các đoàn thể, chức năng chủ yếu là vận động tuyên truyền nhân dân, phối hợp với các đoàn thể quần chúng chịu sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện mô hình bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận đã tạo được sự thống nhất cao, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy chi bộ đến công tác mặt trận và các đoàn thể quần chúng. Mô hình này là sự kết hợp sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời là sự vận động quần chúng thực hiện quyền sự lãnh đạo của Đảng. Do đó có những lợi thế là sau khi chi bộ có nghị quyết, lãnh đạo bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận là người trực tiếp thi hành và truyền lại trực tiếp đến các thành viên mặt trận và các đoàn thể. Mọi chủ trương lãnh đạo của chi bộ được cụ thể hóa bằng các chương trình hoạt động của mặt trận và các đoàn thể thông qua các chi ủy viên phụ trách từng mặt công tác. Việc thực hiện mô hình này đã tạo sự lãnh đạo chặt chẽ, thống nhất trong lãnh đạo đến các đoàn thể và do đó đã tạo sự đoàn kết nhất trí trong triển khai nhiệm vụ chủ trì của địa phương. Thứ hai, thông qua các hoạt động của ban công tác mặt trận với vai trò người đứng đầu cấp ủy vừa là trưởng ban công tác mặt trận đã trực tiếp thu các ý kiến phản ánh của thành viên mặt trận, đóng góp xây dựng Đảng, góp ý kiến với đảng viên về những mặt chưa làm được, những mặt còn thiếu sót. Thứ ba, việc giám sát đảng viên nơi cư trú theo quyết định 213 thông qua ban công tác mặt trận và cấp ủy được thực hiện đúng quy định. Với vai trò trách nhiệm của người chủ trì, tôi đã chủ động bàn bạc với cấp ủy chi bộ thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm đúng quy trình, lấy ý kiến nhận xét với đảng viên, tạo sự thống nhất và có tác dụng tích cực nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của đảng viên nơi cư trú, đóng góp xây dựng khu dân cư. Trên đây là những việc làm và những kinh nghiệm ban đầu rút ra từ trải nghiệm hoạt động của ban công tác mặt trận thôn Ngọc Trục thời gian qua. Cùng với cá nhân tôi xin được chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động của ban công tác mặt trận thôn Ngọc Trục với đại hội. Trước khi ngừng lời, một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn.
Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các vị đại biểu khách quý về dự đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Độ nhiệm kỳ 2024-2029. Được sự giới thiệu nhất trí của đoàn chủ tịch, đại hội cho phép tôi được phát biểu ý kiến tham luận tại đại hội với các nội dung như sau. Lời đầu tiên, tôi xin được kính chúc đoàn chủ tịch đại hội cùng toàn thể các quý vị đại biểu khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công và thành công tuyệt vời. Kính thưa đại hội, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, đại hội chúng ta vừa được nghe đoàn chủ tịch thông qua bản báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029. Là thành viên dự đại hội, tôi hoàn toàn nhất trí với các nội dung trong bản báo cáo, đồng thời cũng xin được tham luận bổ sung một số vấn đề về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ban công tác mặt trận, vì nó là chân chết cho hoạt động của Ủy ban Mặt trận quốc xã. Các ban công tác mặt trận hoạt động kém hiệu quả thì ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận quốc xã. Đối với ban công tác mặt trận thôn nhất trong nhiệm kỳ qua đã tham mưu với cấp ủy chi bộ, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể của thôn triển khai và thực hiện có hiệu quả một số các nhiệm vụ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã triển khai, đồng thời và các nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền thôn do cho. Cụ thể là đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy ước của làng văn hóa để nhân dân đồng thuận hưởng ứng thực hiện cuộc vận động chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu. Chính vì thế đã góp phần cho xã Đông Lỗ trong năm 2023 đã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ban công tác mặt trận đã tích cực tuyên truyền vận động các nội dung của cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các tiêu chuẩn của làng văn hóa, gia đình văn hóa. Hàng năm đã tổ chức đăng ký gia đình văn hóa, làng văn hóa, cuối năm bình xét chấm điểm dân chủ công khai. Chính vì vậy, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn trong những năm qua đều đạt từ 95% trở lên. Trong 5 năm qua, thôn đã phấn đấu và giữ vững danh hiệu làng văn hóa, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt tăng văn minh tiến bộ. Do vậy, tỷ lệ người chết được đưa đi hỏa táng đạt tỷ lệ từ 78% trở lên. Trong tăng lễ không ăn cỗ linh đình kéo dài, không nên đi dị đoan. Trong các đám cưới cũng được nhân dân thực hiện tốt cái việc văn minh trong tiệc cưới, không hút thuốc lá, không ăn cỗ kéo dài, không mở nhạc sống linh đình. Nhiều hộ gia đình hiện tại đã đặt cỗ và chỉ ăn một bữa chính là xong. Việc thực hiện các cuộc vận động do trên cộng đồng như là hàng năm chúng ta có các cuộc vận động như quỹ biển đảo, quỹ tình nghĩa, quỹ ngày một tình nghèo. Ban công tác mặt trận thôn đã triển khai và thực hiện có hiệu quả. Do vậy, các cái nội dung vượt các cái tiêu chí của vận động đề ra của thôn cũng cơ bản hoàn thành và có nhiều các cái chỉ tiêu hoàn thành cũng chỉ vượt chỉ tiêu. Kính thưa đại hội, các ý kiến tham luận của các đại biểu còn rất nhiều, nhưng do thời gian của đại hội chúng ta còn phải thực hiện nhiều nội dung khác, phần tham luận tại hội trường xin tạm dừng tại đây. Đề nghị các đại biểu đã đăng ký phát biểu xin gửi văn bản về đoàn thư ký đại hội để tổng hợp và tiếp tục tham luận tại phiên họp ngày mai. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, tiếp theo chương trình đại hội. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Thao, Phó
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã lên thay mặt Đảng chủ tịch thông qua đề án nhân sự hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã lần thứ 14, nhiệm kỳ 2024-2029. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội, được sự phân công của đoàn chủ tịch đại hội, sau đây tôi xin phép được thông qua dự thảo đề án nhân sự hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2024-2029. Tôi xin phép được trình đề án nhân sự. Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2029, thực hiện điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, thi hành chỉ thị số 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thông chi số 07 ngày 4 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029. Chỉ thị số 34 ngày 6 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa về việc lãnh đạo chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa lần thứ 14, nhiệm kỳ 2024-2029. Thực hiện kế hoạch số 46 ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Ứng Hòa tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy ngày 9 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đông Lỗ về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ xây dựng đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029 như sau. Về một lớn, tình hình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024. Tổng số ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã là 37 ông bà. Về cơ cấu đại biểu các tổ chức thành viên là 11 ông bà. Đại biểu là trưởng ban công tác mặt trận là 6 ông bà. Đại biểu là cá nhân tiêu biểu đại diện các giai tầng là 18 ông bà. Cán bộ chuyên trách và không chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã là 2. Trong đó đại biểu nữ là 16 đại biểu, đạt 43%. Đại biểu người ngoài đảng là 13 đại biểu, đạt 35%. Hai lớn, đề án nhân sự của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ nhiệm kỳ 2024-2029. Về một nhỏ là yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phải thể hiện khối đại đoàn kết và ý chí nguyện vọng của nhân dân trong xã, có năng lực tiếp thu và vận động chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và hoạt động công tác. Kính thưa toàn thể đại hội, được sự tín nhiệm của đại hội, cử ba chúng tôi vào tổ kiểm đếm hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2029. Căn cứ vào quy chế Đại hội Mặt trận xã khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2029, đại hội biểu quyết hiệp thương dân chủ bằng hình thức giơ tay một lần cho cả danh sách số lượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2029. Sau đây, tôi xin được phân công và điều hành phần biểu quyết. Thứ nhất là phân công là các vị trí để quan sát kiểm đếm khi các đại biểu biểu quyết giơ tay. Một là phân công bà Dương Thị Tố Uyên đứng ở phía dưới hội trường và phụ trách là bên dãy phải, tức là từ trên nhìn xuống.
Hai là bà Bùi Thị Thùy Phương đứng ở giữa hội trường và phụ trách bên trái của hội trường từ trên nhìn xuống. Đề nghị các bà, đâu các bà về vị trí theo như vừa rồi tôi phân công ạ. Đề nghị các đại biểu còn ở phía ngoài hội trường thì khẩn trương vào trong hội trường để chúng ta thực hiện nội dung biểu quyết. Đề nghị bà Nguyễn Thị Thùy Phương là đứng ở giữa hội trường ạ, còn bà Dương Tố Yên là đứng ở phía cuối. Đề nghị các ông bà báo cáo về quân số. Bà Dương Thị Tú Yên báo cáo quân số thời điểm này tại hội trường các đại biểu 105 đại biểu dự. Vâng, thế nên cảm ơn bà. Như vậy tại thời điểm này là số lượng đại biểu dự đại hội là 105 trên 105 đại biểu bằng 100%. Xin cảm ơn bà Dương Thị Tố Yên. Kính thưa toàn thể đại hội, thay mặt tổ kiểm đếm, tôi xin biểu quyết các đại biểu về nhân sự tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khóa 14 nhiệm kỳ 2024-2029 theo danh sách đã được đoàn chủ tịch trình trước đại hội. Đại biểu nào nhất trí danh sách 36 ông bà có tên trên tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Đô khóa 14 nhiệm kỳ 2024-2029 đề nghị các đại biểu cho biểu quyết. Xin cảm ơn các đại biểu. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, 105 trên 105 đại biểu dự đại hội đã nhất trí hiệp thương cử 36 ông bà có tên trên tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Đốc khóa 14 nhiệm kỳ 2024-2029 đạt 100%. Xin cảm ơn đại hội. Báo cáo đại hội, tổ kiểm đếm đã hoàn thành nhiệm vụ. Xin cảm ơn đại hội. Thay mặt tổ kiểm đếm, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Ngày hội nghị, trước tiên xin đề nghị các vị trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cử chủ tọa và thư ký của hội nghị. Ban tổ chức dự kiến giới thiệu bà Nguyễn Thị Thúy là chủ tọa của hội nghị. Xin ý kiến hội nghị. Đại biểu nào nhất trí cử bà Nguyễn Thị Thúy là chủ tọa hội nghị. Xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn hội nghị. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, 100% các đại biểu đã nhất trí cử bà Nguyễn Thị Thúy là chủ tọa của hội nghị. Về thư ký hội nghị, ban tổ chức dự kiến bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa là thư ký hội nghị. Xin ý kiến hội nghị. Đại biểu nào nhất trí cử bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa là thư ký hội nghị. Xin cho biểu quyết. Xin cảm ơn hội nghị. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy, 100% các đại biểu đã nhất trí cử bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa là thư ký của hội nghị. Xin cảm ơn hội nghị. Kính thưa hội nghị, sau đây tôi xin thông qua dự kiến chương trình làm việc của hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ khóa 14 như sau. Một là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Hai, cử chủ tọa thư ký hội nghị. Ba, thông qua đề án nhân sự. 4. Lãnh đạo huyện và xã phát biểu ý kiến. 5. Là hiệp thương cử chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khóa 14. 6. Phát biểu kết thúc hội nghị. Để hội nghị tiến hành nhanh gọn, đúng nguyên tắc trong việc hiệp thương cử ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, tôi xin phép được trình bày đề án nhân sự ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2024-2029. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ, Đông Lỗ ngày 4 tháng 3 năm 2024,
đề án hiệp thương cử ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2029, thực hiện điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, thực hiện chỉ thị số 34 ngày 6 tháng 7 của Ban thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa lần thứ 24, nhiệm kỳ 2024-2029, hướng dẫn số 11 ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa về việc tổ chức Đại hội Mặt trận Việt Nam các cấp huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2024-2029, công văn số 49 ngày 9 tháng 8 năm 2023 của Ban thường vụ Đảng ủy xã về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ nhiệm kỳ 2024-2029, kế hoạch số 17 ngày 24 tháng 7 năm 2023 về việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ lần thứ 14, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa lần thứ 24, nhiệm kỳ 2024-2029. Đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2029. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ khóa 14, xây dựng đề án nhân sự Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa 14, nhiệm kỳ 2024-2029 như sau. Một lớn là về yêu cầu Ban thường trực là những người tiêu biểu trong các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa 14, có trình độ và năng lực đáp ứng được yêu cầu công tác, có điều kiện về thời gian công tác thường xuyên, đảm bảo chất lượng, số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong giai đoạn mới, với vị trí chức năng nhiệm vụ của mặt trận, yêu cầu các thành viên trong ban thường trực mặt trận cần có năng lực để tiếp thu và vận dụng sáng tạo, có hiệu quả trong thực tiễn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của pháp luật của nhà nước, chương trình công tác của mặt trận các cấp. Hai lớn là về tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ chuyên trách tham gia ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Lỗ khóa 14. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia ban thường trực nhiệm kỳ 2024-2029 phải đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng theo phân cấp quản lý cán bộ, có số lượng, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Đối với nhân sự Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029, thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thông chi số 07 của Thành ủy Hà Nội, chỉ thị số 34 của Ban thường vụ Huyện ủy, hướng dẫn số 11 của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa về tổ chức Đại hội Mặt trận, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029, tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2024-2029 và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa lần thứ 14-24, hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ lần thứ 14. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ lần thứ 14 hiệp thương cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực, hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa lần thứ 24. 3. Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch là cơ quan điều hành các công việc của Đại hội do Đại hội đại biểu lần thứ 14 hiệp thương cử ra bằng hình thức giơ tay biểu quyết, làm việc theo chế độ tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, điều hành của theo chương trình và quy chế đại hội đã thông qua, hướng dẫn đại hội thảo luận, biểu quyết từng công việc, nội dung của đại hội, điều hành hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029, cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa lần thứ 24, quyết định những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức đại hội, thông qua nghị quyết của đại hội. 4. Nhiệm vụ của thư ký đại hội. Thư ký đại hội do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ 14 hiệp thương cử ra bằng hình thức giơ tay biểu quyết, ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung diễn ra trong đại hội, tiếp nhận, đăng ký phát biểu tham luận của đại hội, các kiến nghị của đại hội, tổng hợp ý kiến phát biểu của đại hội, chuẩn bị dự thảo nghị quyết đại hội.
trình bày dự thảo nghị quyết đại hội. 5. Nhiệm vụ của đại biểu dự đại hội. Đại biểu có mặt tại hội trường trước giờ quy định 15 phút, ngồi đúng vị trí quy định của ban tổ chức đại hội. Các đại biểu có quyền tham gia thảo luận các nội dung đại hội, ý kiến tham luận bằng văn bản, thời gian tham luận không quá 10 phút, đăng ký trước với thư ký đại hội để đoàn chủ tịch điều hành theo đúng chương trình của đại hội. Trong thời gian đại hội, các đại biểu không giải quyết công việc riêng, điện thoại để chế độ im lặng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các cơ quan trong khu vực đại hội, để xe và phương tiện cá nhân theo đúng quy định. Đại biểu nữ mặc trang phục áo dài, đại biểu nam mặc gom lê, áo sơ mi xã màu, cà vạt, mặc lễ phục. Các đại biểu đeo phù hiệu đại biểu hội. 6. Nhiệm vụ tổ kiểm đếm. Trước khi vào phần biểu quyết, đề nghị tổ kiểm đếm báo cáo số lượng đại biểu dự đại hội. Phân công từng thành viên trong tổ kiểm đếm vào vị trí để quan sát biểu quyết, giơ tay báo cáo kết quả biểu quyết, giơ tay đạt 30%. 7. Quy trình hiệp thương giới thiệu nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa 14 và đoàn đại biểu đi dự đại hội các cấp. Căn cứ điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa, đại hội bảo đảm nguyên tắc dân chủ, đoàn kết, hiệp thương, thống nhất. Hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Nỗ nhiệm kỳ 2024-2029 và cử đoàn đại biểu đi dự đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa lần thứ 24. Đoàn chủ tịch báo cáo đại hội dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần trình đại hội biểu quyết hiệp thương dân chủ bằng hình thức giơ tay một lần và danh sách số lượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Nỗ khóa 14. Hiệp thương cử đoàn đại biểu dự đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp trên xin ý kiến đại hội biểu quyết giơ tay một lần cả danh sách đại biểu chính thức và đại biểu dự quyết. 8. Nghị quyết đại hội. Thư ký đại hội trình bày dự thảo nghị quyết đại hội. Kết quả hiệp thương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khóa 14 nhiệm kỳ 2024-2029 và đoàn đại biểu đi dự đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa lần thứ 24 nhiệm kỳ 2024-2029. Đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội và biểu quyết thông qua. Kính thưa đại hội, trên đây tôi vừa trình bày dự thảo quy chế làm việc của đại hội, xin ý kiến đại hội. Nếu đại hội không có ý kiến khác, sau đây thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin lấy biểu quyết. Đại biểu nào nhất trí với quy chế làm việc của đại hội tôi vừa trình bày đề nghị cho biểu quyết. Xin cảm ơn đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác không nhất trí, xin cảm ơn đại biểu. Như vậy 100% đại biểu đã nhất trí với quy chế làm việc của đại hội, đề nghị các vị đại biểu nghiêm túc thực hiện. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa đại hội, tiếp theo tôi xin thông qua chương trình của đại hội. Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận đồng thời làm tốt vai trò Mặt trận Tổ quốc là liên minh chính trị, là tổ chức liên hiệp của các đoàn thể nhân dân, các hội quần chúng tham gia xây dựng, giám sát chính quyền cùng nhà nước chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của nhân dân. Về hai nhỏ, tiêu chuẩn ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tán thành mục tiêu tương đồng là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc. Thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tán thành điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có khả năng tập hợp đoàn kết nhân dân, tích cực tham gia cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảm bảo sức khỏe, có kiến thức, khả năng đóng góp ý kiến với cấp ủy, Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, quản lý, đóng góp ý kiến với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc xây dựng, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Có uy tín tiêu biểu đại diện cho một giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, một lĩnh vực, ngành nghề hoặc đại diện cho người Việt Nam ở nước ngoài. Về ba nhỏ, số lượng,
thành phần cơ cấu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Về 3.1 về số lượng, tổng số ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã là 37 ông bà. Về 3.2 về cơ cấu, đại biểu các tổ chức chính trị thành viên là 11 ông bà, đại biểu là trưởng ban công tác mặt trận là 6 ông bà, đại biểu là các cá nhân tiêu biểu các giai tầng xã hội là 18 ông bà, đại biểu là cán bộ chuyên trách và không chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã là 2 ông bà. Trong đó đại biểu người ngoài đảng là 11 ông bà, bằng 29,72%, đại biểu là nữ là 18 ông bà, bằng 48,64%, đại biểu tôn giáo là 1, bằng 2,7%. Về 3.3 thành phần, đại diện lãnh đạo đảng ủy là 01 đại biểu, đại biểu đoàn thanh niên là 01 đại biểu, đại biểu hội liên hiệp phụ nữ là 01 đại biểu, đại biểu hội nông dân xã là 01 đại biểu, đại biểu hội cựu chiến binh xã là 01 đại biểu, đại biểu công đoàn xã là 1 đại biểu, đại biểu ban chỉ huy quân sự xã là 1 đại biểu, đại biểu hội chữ thập đỏ là 1 đại biểu, đại biểu là cán bộ công chức văn hóa là 2 đại biểu, đại biểu khối kinh tế là 3 đại biểu, đại biểu khối giáo dục y tế là 2 đại biểu, đại diện giới Phật giáo là 1 đại biểu, đại biểu hội liên hiệp thanh niên xung phong là 1 đại biểu, đại biểu trưởng ban công tác mặt trận là 6 đại biểu, đại biểu cá nhân tiêu biểu là 12 đại biểu, đại biểu là cán bộ chuyên trách và không chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã là 2 đại biểu. Trên đây là đề án nhân sự được thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Đỗ nhiệm kỳ 2024-2029 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024 chuẩn bị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Kính thưa các ông bà đại biểu về dự đại hội, vừa rồi tôi đã trình bày cái dự thảo đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Đỗ khóa 14 nhiệm kỳ 2024-2029. Sau đây xin ý kiến của các bà đại biểu dự đại hội. Có các đại biểu là có ý kiến không ạ? Nếu đại biểu không có ý kiến, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin phép được lấy biểu quyết của đại hội. Đại biểu nào nhất trí với dự thảo đề án nhân sự hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Đỗ khóa 14 nhiệm kỳ 2024-2029 xin cho biểu quyết. Vâng, cảm ơn các đại biểu. Đại biểu nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy 100% đại biểu dự đại hội đã nhất trí thông qua đề án nhân sự của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Đỗ khóa 14 nhiệm kỳ 2024-2029. Xin cảm ơn đại hội. Kính thưa đại hội, căn cứ vào điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và điều đề án nhân sự đã được đại hội thông qua, trong quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khóa 13 nhiệm kỳ 2029-2029 Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Ứng Hòa nhiệm kỳ 2024-2029, đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã giới thiệu một đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, chọn một đồng chí Phó Chủ tịch có sức khỏe, năng lực, trách nhiệm tham gia đảng, nhận phụ trách khối dân chủ và pháp luật và phong trào. Về độ tuổi nhân sự tham gia thường trực nhiệm kỳ 2024-2029, đối với cán bộ công chức đảm bảo trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành. Đối với những đồng chí lần đầu tham gia ban thường trực phải đủ độ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng chọn 1 nhiệm kỳ. Đối với nhân sự Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp mới tham gia lần đầu phải đủ tuổi tái cử cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ tới, mốc thời gian tính độ tuổi, thời điểm tổ chức đại hội của mỗi cấp tính theo tháng và đảm bảo với thời gian quy định theo chỉ thị số 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Đối với những đồng chí được giới thiệu tái cử, nói chung là phải đủ độ tuổi công tác chọn một nhiệm kỳ, ít nhất cũng phải đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ trở lên. Đối với những đồng chí không đủ tuổi tái cử thì thực hiện chế độ chính sách theo chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước hiện hành. Ba lớn là về số lượng và cơ cấu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ khóa 14. Số lượng ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và số lượng phó chủ tịch của từng cấp ở địa phương do Đảng ủy xã xem xét quyết định, nhưng không thấp hơn số lượng so với nhiệm kỳ 2019-2024. Về cơ cấu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã gồm chủ tịch, phó chủ tịch và ba ủy viên thường trực. Cơ cấu phó chủ tịch không chuyên trách theo thực hiện theo khoản 5 điều 8 điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. Bốn lớn về quy trình hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Lỗ nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đương nhiệm có trách nhiệm giới thiệu nhân sự.